Chợ ngoài đây thì anh thấy nó nhỏ nhỏ thôi. Buổi sáng thì thường chắc anh nghĩ nó đông hơn, nó sầm uất hơn buổi trưa. Đây. Đây, nhà cửa hai bên đường đây, anh thấy trong này trồng mít nhiều, các bạn thấy cây mít này. Mít dạng mít bây giờ nó thấp nhưng mà nó nhiều trái. Đây, có những gian hàng đây. Qua một tí để tí mình vòng lại. Nghe ông Tránh Trường nói là trước đây thì không có ca Covid nhưng mà sau này bắt đầu có rồi, tại vì công ty bắt đầu người ta về bắt đầu lại có những ca Covid rồi các bạn ạ. Mình vòng lại một tí. Nhìn vậy thì thấy cũng khá đông đông, sầm uất. Các bác đứng tham quan nhé. Bên tay phải cắn là có gian hàng thịt heo, ta phải biết. Đấy, ở đây thì chắc là cá thì cá sông. Cá sông, cá hồ đánh lên nhiều. Ở những vùng vùng mà mình cho là không phải là khu đô thị lớn ấy các bác, thì mọi người hay đi chợ sáng sớm
đi sớm để cho về rồi làm nấu cơm rồi mang vô rừng vô rẫy nó quý bác ạ, hoặc là cho người nhà ăn để đi rẫy đi ruộng nữa, cho nên là thường là đi chợ sớm. Cái này anh thấy hôm nay cũng khá đông sầm uất. Đây đây hàng ăn sáng với lại hàng thịt thì có vẻ đông khách hơn hàng cá. Đấy, khu chợ khá đông bác ạ, đông người đang đi chợ lần vần ra đông lắm. Là khu chợ mình có thể nói là khu chợ quê thôi à, các cái hàng thịt thì cảm thấy đông hơn, đông hơn hàng cá. À, quay YouTube đấy chị, quay tí cho bác ở xa xem và lấy cảnh chợ búa tí mà. Kệ nó, quê thì nó vậy. Đây cái bác thấy đông người lắm. À, lòng bò nhìn hơi lạ. Chân bò các bác ạ. Đây là chợ nhỏ nhưng mà lại có những người mua về bán ở chợ nhỏ hơn nữa. Đây là cái ruột các bác ạ. Tôm nhảy xuống đất luôn kia bác này, đang bắt lên. Đây là gian hàng thịt bò kia bác ạ.
Cảm ơn em nhé. À, quay lên YouTube trời tí vậy mà. Đây, quay em nhá. À, quay em mới em coi tí này, bịt khẩu trang rồi. Đây, chú mua 5.000 tiết. Đấy, thịt bò. Em ơi, thịt bò giờ mắc không nha? Bao nhiêu ký à? 280 ký à? À, vậy cũng mắc hơn thịt heo nhiều lần đấy nhỉ? Thế thịt heo rẻ lắm mà. À, mà thịt bò so với mùa Covid giờ nó có lên không hay nó vẫn vậy à? À, cũng vẫn như vậy thôi chứ. À. À. Đây, cảm ơn nha. Có. Đây, chị bác ạ. Ui trời, cứ lọc lọc vậy đây. Mấy người bán cá vân vấn vậy chị bác này. Có cá nhà cũng có đấy ạ. Cá vân vấn mang vào. Chỗ này đông đông. Kìa có cầm tấm. Mắn gì đây nữa ấy. Đấy, thì bác khu chợ có tí vậy thôi, ngắn ngắn vậy thôi. Nhìn chung là giá cả không có lên các bác ạ. Thịt heo thì rẻ lắm mà thịt bò thì giá vẫn vậy. Đây, một dãy chợ này có những cái sạp chắc là chợ chính rồi các bác này. Cũng chỉ được một dãy chợ vậy thôi. À, bán cá với bán rau các bác, tôm. Hàng cho nàng này bán tôm là chính. Không cần là như vậy quý bác ạ. Chợ La Qua ở đây bán đồ nhựa nữa quý bác này, đồ nhựa cũng nhiều. Gái bán sữa đậu nành à? Bao nhiêu ly gái? À, vịt gái à, 5.000 thôi ạ. À? Vậy lấy 2 vịt nhá. Bán đắt hàng không? Bình thường à? Ngày nào cũng bán à? Quay phim lên YouTube tí này. Quay chơi vậy cho bác ở xa xem vậy. À, quên YouTube người Việt Nam ấy, mới có dịp coi nhá. Có cái còn cái kia là sữa đậu hũ à? À, đậu xanh à? À, 5.000 bịt thôi á. Đấy, giá khá rẻ. Ừ. 100 em ạ. Sợ thối lộn tiền này lỗ vốn. Bán đấy lâu chưa? 4 năm rồi ạ? À? À, mấy năm rồi ạ? À? Mùa Covid có sợ không? À, cũng phải sợ đúng không? À, vậy ạ? À? À, họ không cho bán hay là mình nghỉ? À, vậy giống ngoài Gia Kiệm. Ăn ở ngoài Gia Kiệm. Ăn ở Gia Kiệm à? À, nay vô đây có việc, phải tìm tí cho bác xem. Ủa, cái đậu, cái gì là mình xay, đậu xanh là mình phải xay à? À. À, đậu xanh là mình xay, xay tại chỗ luôn. Cái này mình ngâm nước trước rồi xong mình bây giờ bán là mình xay à? Có phải luộc gì không hay là mình chỉ ngâm nước thôi?
À, cũng phải luộc sơ à? À. À, vậy cái này mình chỉ chuyên bán đậu xanh này chứ mình đâu có làm ra đậu phụ hay gì phải. À. Ừ. Đây, thì cái bán đây mấy tháng là ngày bán được nhiều nha. Mấy chục lít à? À vậy á. À có cả sinh tố hay nhỉ? Ồ đây xay đậu xanh. Ra nước đậu xanh. Đây cái bác này có 10.000 hai vịt sữa đồ này nóng này. Đấy. Xay bằng giống như dạng máy xay sinh tố luôn, có ba cái máy xay luôn. À cái máy này máy lọc à hay máy gì ta, cái máy giữa này này à, máy ép cái cây à, à bán đủ thứ thôi để cho em bán đất hàng nhá. À thôi chào. Đây bán đồ nhựa rồi kiêm đồ chơi luôn chứ bác ạ. Vừa giờ Khánh quay ngôi chợ nhỏ ở trong khu vực của giáo xứ La Hoa quý bác ạ. À, giáo xứ La Hoa thì cũng thuộc về xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai luôn quý bác ạ. Anh cũng chúc tất cả quý cô, quý bác, quý anh chị em và các bạn thường quân của Khánh cũng luôn mạnh khỏe, bình an và nhiều may mắn thành công trong cuộc sống ạ. Rồi, gắn kết phim ở đây.